Xin chào tất cả mọi người, mình rất vui được giao lưu kênh TikTok cùng với mọi người. Mình là Lê Phước Thịnh, đang là một designer, một editor và mình đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại khu vực Nha Trang, Khánh Hòa và các vùng lân cận như Diên Khánh, Cam Lâm. Một thời gian qua thì mình đã có những cái hợp đồng ký kết tạo ra giá trị cho khách hàng. Riêng và cả nước nói chung giao lưu với kênh TikTok của mình nhé. Khi mọi người muốn mua và quan tâm đến các bất động sản tại đây cần tư vấn thì hãy liên hệ với Thịnh nhé. Và có những sản phẩm bất động sản cần ký gửi thì ký gửi cho Thịnh. Do TikTok hạn chế thời lượng nên mọi người muốn xem clip dài hơn thì được phát trên kênh YouTube của Lê Phước Thịnh Bất Động Sản Nha Trang nha. Cảm ơn mọi người.